Mít Hiền. Hello, Yes. Hello, Anh Thư. How are you today? I'm fine, thank you. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, so Anh Thư, what are you wearing today? What are you wearing today? Yeah. What are you wearing? Wearing were. Wearing I'm wearing green con bữa nay học mặc hai áo nha. đâu, nói cả ngoài cùng thôi. Ok, một Ừ, áo áo ngoài cái nào mà cô nhìn thấy á. đây, hai áo nhìn thấy luôn nha. Okay now. So what are you wearing? I'm wearing mà cho anh chị ra đi lấy cái vớ á. Trời ơi. No, cái này là bông ơi. Okay. Vâng, are you okay? Nào em, khỏe chơi. Dạ. Thứ bảy bận à? Dạ, thứ bảy em không có nhà cho nên là không có dạy được. À đúng rồi, hôm bữa em có báo bạn ý là thứ tư với thứ năm là có bài kiểm tra thì vẫn thế nhá. Tại vì hôm nay còn một bài fruit nữa là học nốt, xong đến thứ tư em sẽ cho con làm một bài ôn tập rồi thứ năm kiểm tra luôn nhé chị. Được đi học trực tiếp rồi ạ? À? Chỗ em vẫn đang học on. Bạn tự đi học được không có hai bữa đấy Ờ. À. Đi học thì Tết thì vui hơn. Với tiếp không dễ hơn. Học ở nhà mãi học tuần trước đấy hay đi học tuần trước đi kiểm tra giờ kia kiểm tra cuối kia toán nhân viên đấy đó tương à. ánh nhất cả Có thế ạ? À? tương ánh Thế nhất tranh kiểm thủ tra nếu mà ý là nếu mà con cần thời gian thì có thể nói với em một tiếng. Không sao, có bận quá, bạn ấy có bận quá không chị? mẹ bận như đây á có mọi việc học mẹ bận bận ăn Tại mẹ có nhiều bạn ấy, bạn môn thi bạn cần nhiều thời gian nhưng mà bông thì cũng thi được hai môn rồi chắc cũng không bận lắm. đi xong rồi đó hình như chỉ có đi học học kỳ hai bây Giờ giờ em tự lấy ánh cái nhất top thí 2. tự ánh Em ngày lấy cái nắng top thấy 2. Đang làm khu cách ly, chưa đi học được. à khu vực trường nhà em á. Dạ, cách nhà em 3 cây, trường cấp 2 nhưng mà khu cách ly. Vừa chưa thỏ heo ở nhà nên mãi mới được đi học đi Đâu, con tìm thấy vở chưa ạ? rồi Rồi, rồi đừng có đen mày con dạ để đâu để đó ok yeah, ok. What are you wearing? Câu này đáng lẽ mà còn nhìn vợ là hơi bị chán luôn á. What are you I wearing? am wearing a green sweater. Cô đâu có thấy cái nào là green đâu. Green đây. Màu xanh là cây á hả? Really? I look, it's like grey. It look Green mặc hai like grey. Really? Green hả? áo. Okay. Rồi, and this one, cô bảo cái áo ngoài mà. Áo ngoài á. And I'm And wearing. I am wearing red
I'm wearing a green sweater, a red t-shirt, and blue shower. Shower là cái gì? Shower. Blue shower. Tắm à? Shower. Shower. No, không có từ shower luôn. Như thế này thì làm sao mà kiểm tra? Thì đang kiểm tra đây nhá. Cái quần là gì? Quần á? Ừ. Quần dài. Ừ. Là gì nào? Quần dài là gì con? Rồi. Quần dài là gì đấy hả Thư? Ừ? Vẫn quên. Quần dài là trousers. 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 Thế mà hồi nãy hết shower lại shower đấy nha. Ok, lần này cô tạm tha thôi. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ học nốt bài một bài fruit nữa. Và sau đó thứ tư mình sẽ làm bài ôn tập. Và thứ năm mình sẽ làm gì nhỉ? Yeah. Đấy. Vì bài khá là dài nên cô mới cho ôn tập. Còn không là con phải tự ôn đấy nhá. Yeah. Now, let's go. Ooh. We are learning about Lana. Yeah. We are learning about fruit. Chúng ta sẽ học về fruit. Hoa quả tiếp. Bài cuối. Fruit. Yeah. Fruit. Chữ R nha, không phải food. Fruit là đồ ăn, còn fruit. Yes, đầu tiên là quả. Tiếng Việt quả là na. Quả na. Quả na. Rồi tiếp theo mình có quả gì? Quả gì mà gai ơi là gai luôn. Quả đâu mùi khắp nhà luôn á. Đúng rồi. Có người sẽ thấy thơm và có người sẽ thấy thúi. Đó là quả gì nhỉ? Quả gì? Quả. Quả gì bắt đầu bằng chữ S? Hai chữ. Hai chữ. Quả. Quả sầu riêng. Quả sầu riêng. Và cuối cùng là quả gì? Quả khế. Con hay chọn lấy lớp nhỏ quả khế. À, con đã nghe câu chuyện về sự tích quả khế chưa? Sự tích cây khế chưa? Chưa. Con chỉ nghe sự tích của cây vũ sữa thôi. Hôm nay về ghi vào vở nhá, về tìm sự tích cây khế. Được, con xin ghi tông mọi thuộc. Thực ra không phải sự tích cây khế đâu, nó là chuyện Thạch Xanh Lý Thông. Được ta? Thạch Xanh nhá. Từ từ đợi tí, có vẻ như cũng quên rồi. Nhầm. Cái gì nhỉ? Ăn một quả khế, trả một cục vàng, mấy túi ma gan mang đi mà đựng. Đúng không? Sự tích cây khế đúng không? Đúng rồi. Sự tích cây khế. Nãy cô còn tưởng cô nhớ nhầm nữa. Sao cô lại nhớ sang này cây khế thông nhỉ? Ok, quên đấy đi nhé con. Vậy sự tích cây khế đâu cô, chỉ tích cây vú sữa thì hơn á. Không, cây vú sữa là cây khác rồi, cô biết cái đấy. Now, let's go. Đầu tiên, quả na. Quả na thì nó nhỏ, nhưng mà ở đây con thấy không? Tất cả những cái quả người ta phóng ra cho cái cỡ bằng nhau. Chứ thực ra quả nào là lớn nhất? Quả nào là lớn trong này? Quả sầu riêng. Tiếp theo là quả gì? Quả na. Cuối cùng là quả khế. Chính xác, quả khế nó nhỏ hơn quả na. Có nhiều quả na rất là to như này luôn. Có nhiều quả na thì nhỏ hơn á. Now, let's go. Custard apple. Custard apple. Custard apple. This apple. Thứ nhất là mình đã có từ gì đây rồi? Apple.
À, nhưng mà lần này nó viết liền hay viết cách? Hôm trước mình học pineapple là nó viết liền hay viết cách? Viết cách. Không, pineapple là viết liền đúng không? Là con đọc là napple. Còn đây là custard. Đọc với cô nè. Custard. Không phải touch, mà là turd. Âm đờ, thấy không? Custard. No, chữ tờ. Custard. Custard apple. Chưa, đừng đọc lung tung. Đọc lung tung là tiếng Việt đọc sai. Chỉ tập trung đọc cái từ mình học thôi. Custard apple. Con tự nhẩm đi, con nhẩm thêm vài ba lần nữa cho cô đi nào, xem nào. Custard. 3 lần. 5 lần. Custard apple. Cái gì? Custard apple. Đọc rõ cái âm trượt và âm apple rồi nha. Custard apple. Ok. Đọc luôn nè. Durian. Kian. Nào, chữ đờ mà. Durian. Nghe lại lần nữa. Durian. Gần đúng. Durian. Không phải Jude. Durian. Durian. Không phải D mà Duo. 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 No? Sao tự nhiên đọc cô tập Duo mà con đọc thành D luôn vậy? Duo. 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 Durian. 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 The durian. Durian. The chứ mà chờ. Durian. 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 Sao lại chiếu? Chữ đờ mà con. Durian. 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 Yes, the one. Durian. Không phải là du mà là du. Durian. Custard apple. Sao con đọc thiếu ở chữ ở giữa? Custard apple. 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 Custard apple.
Custard apple. Thế còn cái chữ ở giữa đâu? Custard apple. Có dạy rồi thì phải tập trung vào nha. Tí nữa mà hỏi lại mà không ấy được là cho cái 10 lần 20 lần luôn đó nha. Nha. Sao nó không chạy? Custard apple. Rõ hơn tí nữa. Custard apple. Lại custard apple. Durian. Custard apple. Durian. Starfruit. Rồi, gần đúng. Con nhìn thêm ở đây là star và tờ. Có chữ R không? Không. Cho nên không đọc là stra, mà đọc là star. 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 Đúng rồi, con nhớ lên. Star. Chữ tờ nha. Star. Star. Starfruit. Starfruit. Và lúc này fruit mình là số ít hay số nhiều? Đang nhìn nó là số ít hay số nhiều? Ít. Ừ, đúng rồi. Không có thêm S nha. Starfruit. Lại stra rồi, again. Starfruit. Cô đã bảo là không có chữ chờ, mình chỉ có chữ tờ thôi, con tự sửa. Starfruit. Tại sao lại là stra? Có chữ chờ không? Có chữ chờ không? Không có. Không là stra. Tự sửa đọc lại là gì? Starfruit. Tờ, tờ A thôi. Sửa gì? Chờ. Sao lại chờ? Con bỏ chữ chờ, con thay vào bằng chữ tờ cho cô nè. Starfruit. Người ta đâu là star đâu, phải chứ, người đọc rất khác. Starfruit. Fruit, đọc rõ ra. Fruit. Fruit. Không phải chữ chờ cuối nữa, lại lần nữa. Starfruit. Lại cha, sữa. Starfruit. R. Bình thường đọc là A, nghe không? A. Bây giờ con lại lên R. Star. Fruit. Fruit. Âm tờ cuối. Fruit. Yeah. Đúng rồi. Starfruit. Lại fruit rồi. Starfruit. Âm cuối.
Foot. Again. Star foot. Lại foot, đọc thành foot rồi. Đấy, được chữ đầu thì mất chữ sau, con tự sửa đi, tự cười khi nào con nói yes thì được. Star foot. No. Star foot. Yes. Yep. Star foot. Fruit. Cong lên. Cong lưỡi lên. Fruit. 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 Yes. Star foot. Lại fruit. Star fruit. Yes. Star foot. No. Star. No. Lại star rồi. Star fruit. Star fruit. Star fruit. Star. Star. Fruit. 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 Foot. Fruit. Foot. Lại food. Con tự sửa từ này con biết mà. P R mà. Fruit. Fruit. Âm cuối. Star foot. No. Nghỉ một chút. Star fruit. Yes. Star fruit. Nhẹ thôi. À. Phật chẳng sao. Còn một nước không? Con có thể đi lấy nước không sao hết. No, no, no. No, ok. Star fruit. Star fruit. 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 Star fruit. 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 Yeah. Đâu không xong là không vô ghi đâu. Star fruit. Star fruit. 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 Phải đọc lại những lần này để cho lưỡi mình nó được luyện tập này, thấy chưa? Nghĩa là khi con lại đọc những cái từ này á, lưỡi con nó sẽ phải cong lên hạ xuống rất là nhiều lần luôn. À, tập đi nào. R O U A A. Cong lưỡi nha. Rồi, đọc lại từ này nhé. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard. 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 Đọc chậm thôi, không sao, không cần đọc nhanh. Custard. Custard apple. Đấy đấy. Mất tập trung phát là đọc sai liền luôn. Custard apple. Custard. Custard apple. No, sao lại custard? Custard apple. Custard apple. Chị S đâu rồi? Custard apple. Custard apple. Custard. 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 Nó còn chữ sau chữ S, nó còn một chữ T nữa. Custard. 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 Đúng rồi. Custard apple. Custard apple. Đó, lại con bị nuốt mất chữ tờ của cô rồi. Custard. Custard. Custard apple. Custard apple. Đúng rồi đó. Custard apple. Custard apple. Lại custard rồi. Custard apple. Custard apple. Custard. 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 Custard apple. Custard. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Durian.
Durian. Oh, hey. No. Durian. Durian. Huh? Durian. Đờ. Durian. Chữ đờ đầu tiên. Durian. Nó phải nhìn durian. Chữ. Yeah. Durian. Durian. Yes. Again. Durian. Durian. Lại đu rồi. Sao đọc tiếng Việt thế? Durian. Durian. Đó. Cô đọc thế đâu. Durian. Giữ nguyên cái miệng đó. Durian. 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 Yes. Durian. Durian. Custard apple. Custard apple. Custard. Custard apple. Custard. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Yes. Custard apple. Durian. 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 Starfruit. 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 Fruit. Yes. Starfruit. Starfruit. Fruit. 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 Âm cuối. Fruit. Fruit. Lunch. Again. Đâu lại từ khóa khác. Starfruit. Okay. Now, tell me, what is it? What is it? This is durian. This is a durian. This is a durian. What fruit do you like? I like star fruit. Which fruit do you like? Which fruit? I like custard apple. Again? Lấy cái sai chữ cô, lấy sai cái đầu vậy. Cust, cái này là cust này, thấy chưa? Cust. Custard. 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 Apple. Custard apple. Apple. Yes, okay. Next one. I will cover the word. With this. And tell me, what is it? This one. What is it? Đâu cô? Thầy mũi tên hả? What is it? This is a star fruit. What is it? This is coriander. No, cuss. Cuss gì nhỉ? Custard. Custard. Gì nữa? Custard apple. Custard apple. Custard. Custard apple. Custard. Custard apple. And what fruit do you like? Well, what fruit do you like? I like salt. Do. Okay.
Không, quả giữa nè. Có chẳng biết đi hồng mi. Durian. Custard apple. Like custard, right? Custard. Apple. What is it? Custard. Chậm thôi, đọc cho kỹ và đúng vào. Không tốc quá. What is it? Đâu, cô chẳng biết tên màu học, có mới biết được là... chỗ nào. This one. Curry apple. No. Đọc một cái từ mà nãy giờ cũng không hề dạy. Tập trung vào. Học không được là không cho ghi nha. Custard apple. Rồi bây giờ nhắm mắt lại cho cô. Nhắm mắt lại. Bây giờ cô sẽ đọc tiếng Việt và con sẽ đọc tiếng Anh cho cô nha. Con không cần phải nói đây là cái gì hết. Con chỉ cần đọc tên tiếng Anh. Quả khế. Quả khế là gì? Đọc luôn. Star. Cô hỏi á. Không. Cô chỉ đọc từ quả khế và con đọc cái từ quả khế bằng tiếng Anh là được. Cô nói rồi mà. Quả khế. Star. Star fruit. Sầu riêng. Durian. Mạng na. Quả na. Quả na. Đừng mở mắt. Tập trung. Custard apple. Bây giờ vẫn nhắm mắt nha. Bây giờ cô đọc tiếng Anh, cô nói tiếng Việt. Cô phải nhanh nhá. Cô nói tiếng Anh xong là cô phải nói tiếng Việt luôn. Durian. Durian. Quả sầu riêng. Star fruit. Star fruit. Okay. Custard apple. Quả na. Star fruit. Đọc. Sao không đọc nữa? Nhắm mắt lại. Không được mở mắt ra. Durian. Durian. Quả sầu riêng. Custard apple. Custard apple. Banana. Star fruit. Okay. Custard apple. Banana. Star fruit. Quả khế. Durian. Quả sầu riêng. Rồi bây giờ cô đọc, vẫn nhắm mắt nha. Bây giờ cô đọc tiếng Việt, con lại đọc tiếng Anh. Quả khế. Quả khế. Star fruit. Again. Star fruit. No. Again. Star fruit. Có star không? Cô kêu âm A. Âm A nằm ở đâu? Star. Tập trung vào star. Chứ star tự nhiên nãy giờ cô không hề dạy star luôn mà con đọc từ star ở đâu vậy? Tập trung không lắc lư nữa. Ngồi thẳng lên. Con mà lắc lư là chữ nó bay hết ra ngoài bây giờ. Star fruit. Star fruit. Sầu riêng. Sầu riêng. Durian. Quả na. Quả na. Cotton Pass. Apple. Chưa đúng. Pass. Pass. Nó giống tên một cái bánh mà mình hay ăn màu vàng, bên trong có nhân màu vàng đó. Custard.
Custard apple. Trời ơi, ok, mở mắt ra thôi, ghi bài đi. Chứ không mà không kịp học ba từ kia. Ok, spell it and write down. Ba từ luôn. Ba từ luôn. C-U-S-T-A-R-D-A-P-P-L-I. D-U-R-I-A-N. S-T-A-R-F-R-U-I-T. Em rồi đã. Đi để cái bước ta cô nha. Ủa? Ừ. Áo mình ở lá cờ luôn hả? Áo này đi múa đúng không? Không phải đi múa đâu cô. Đi đâu? Đi nhảy? Không phải luôn. Bữa văn nghệ còn gì nữa à? Áo đi nhảy đâu cô, áo Việt Nam cô. Bữa con đi múa ở trên trường 2011 con cũng mặc cái áo Việt Nam mà. Đúng chưa? Ờ nhờ, yêu cô còn nhớ hơn. Sao con biết dạ? He he, cô cái gì cũng biết hết. Viết bài đi, nhanh lên để con học ba tụi con lại nào, nhanh lên. Tại vì cô có tên là... Nhanh lên. Nhảy nhanh lên đây rồi. Quên mất sao? Bà thấy lâu quá đi à? Con thiếu một vơi nữa. Nếu mà không kịp là hôm sau không kịp là không được là cho kiểm tra luôn đấy nha. Dạ. Con lấy cái bút thôi mà hơi lâu đấy nha. Này đi lấy bút lấy vợ hơi bị lâu đấy. Mà cô đến trường con viết một bài giải, là giải bài bé hoang giải cực kỳ. Và sao con viết nhanh, cực kỳ nhanh hơn không biết nào. Thế mà bây giờ là 19:39. Con còn 5 phút nữa để học bài mới đó. Chắc chắn là học không kịp rồi. Tại vì mình lâu quá mà. Finish. Finished. Âm tờ là âm cuối. Finished. Okay. Next one. Ba quả tiếp theo. Đó là quả gì?
quả đầu tiên là quả quả này chua. Quả chanh gì? Có biết quả này không? Quả này bên trong nó là mình có thể tạo ra mình pha nước mình uống ấy. Con là... biết quả đó rồi. Quả này là quả chanh dây. Chanh dây. Quả tiếp theo mình học rồi là quả gì? Thanh long. À đúng rồi, thanh long. Thanh long, thanh long là tên gì nhỉ? Bên năm 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 Quả gì nhỉ? Nhanh. Học rồi mà. Nhanh gì? Dragon fruit. Dragon fruit. Fruit. Dragon fruit. Và cuối cùng là quả Việt quất. Quả này thì ở Việt Nam không có nhé. Cái này trồng ở nước ngoài nhiều. Bây giờ Việt... Không, ở châu Âu. Châu Âu á. Ok, rồi, nghe luôn. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Chữ P đầu mà con. P, pa. Passion fruit. Pa gì? Passion fruit. Yes, passion. 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 Cong lưỡi lên. Giống như chữ finished á. Mình phải cong lưỡi chữ S lên. Passion. Passion. Fruit. Tiếp tục. Đó. Học có fruit chờ. Sửa lại cái âm fruit cho cô. Học bữa giờ rồi bao nhiêu bài fruit vẫn đọc chờ là sao? Fruit. 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 Còn đọc sai một âm chờ một lần nữa là cứ một lần như vậy là viết 5 chữ. Dragon fruit. Dragon fruit. Blueberry. 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 À dễ không? Cái này giống như là hôm trước mình học quả cho tay là gì? Straw. Strawberry. Thì bây giờ berry. Mình lấy cái chữ berry của cái quả dâu và mình lấy chữ blue là màu gì? À berry cũng có là quả cherry á. Không, cherry là cherry, còn cherry cái kia là berry luôn. Strawberry. Cái này mình lấy chữ berry của cái đó. Blue là màu gì? Sắc biến. Ừ, thấy chưa? Quả nó cũng màu. Sắc biến. Cho nên nó được gọi là blueberry. 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 Dễ không? Dễ. Ừ. Rồi bây giờ đọc lại ba từ này một lần nữa cho cô rồi cô cho đánh vần nè. Passion fruit. Dễ đọc lắm. Passion fruit. P. Passion fruit. Passion fruit. Yes, đúng, dạ. Yeah. Dragon fruit. Dragon fruit. Blueberry. Blueberry. Yes, dễ hơn cái kia rất là nhiều đúng không? Yeah. Okay, I'll write down. P-A-S-S-I-O-N. F-R-U-I-T. Yes. Rồi, dragon fruit. Từ stop. Sau khi con đánh vần xong, con phải đọc cho cô một lần để cô biết là à, con hết từ đấy chứ. P-A-S-S-I-O-N F-R-U-I-T. Rồi, đọc luôn cái từ đó. Passion fruit. Passion fruit. Đọc xong, thấp xuống. Passion fruit. Passion fruit. Passion. Yes, rồi tiếp tục. D R A O G O N F R Z I T. Dragon fruit. Okay, và cuối cùng, the last one. D-L-Z No, no, no I Đọc sai hết rồi. Và con có thể đọc trước con đánh phần sau cũng được không sao hết. Quả Việt quất là gì? Okay. Blueberry. Blue. Blue. Blueberry. Blueberry. Ok, spell it. Nhanh. Spell it. Spell the word blueberry.
B-L-Z-E-B. E R R Y and write down. Nó không đọc double R nữa. Để con đọc cho thế. Nào viết luôn đi. Tụi cô dạy cho câu hỏi về nhà. Tự hỏi hôm sau cô sẽ hỏi, cô sẽ hôm sau sẽ chơi bà chơi một xíu rồi là ôn tập cũng được chơi nhiều lắm. Thật sao cô? Cô cứ thích chơi nha. Phải học ngoan thì mới được chơi. Ôn tập là quá trời trò chơi luôn. Sẽ có trò chơi trong phần ôn tập cho con, nhưng mà với điều kiện là phải trả lời đúng. Đúng. Nên là phải ôn trước ở nhà đi nha. Thế con hay trả lời sai nhỉ? Thế. Như vậy con mới nhắc tập con biết nha. Nhưng mà sắp đi thi rồi không? Con vừa nói con vừa biết á. Cô viết xong chưa cô? Yes. Trời ơi, nhanh thế ta. Cô nào? Cô có thời gian dài như thế, cô lấy cô 2 phút xong luôn á. Đó. Tại vì cô không có nói nhiều á. Ê. Ê. Finished. Âm tờ cuối. Finished. Finished. Okay. Xíu để cô chụp lại cái này nhá. Không biết chụp chưa nè. What is gì đó. Rồi. What is your? Your là của ai? Your, của bạn. Ừ, đúng rồi. Favorite. Đọc cái từ tiếp theo. Favorite. The favorite. Favorite. Âm tờ cuối. Favorite. Không phải chờ mà là tờ mà có. Favorite. Again. Tập trung. Favorite. Rồi, cái từ này viết cho cô nha. Nghĩa là yêu thích. Yêu thích hoa quả gì? À, bạn. Hoa quả yêu thích của bạn là gì? Rồi, viết cho cô câu hỏi câu chữ này trước đi. Chữ favorite thôi. Favorite á? Ừ. Cũng mà từ mới. Từ mới đấy. Favorite. Hoa quả yêu thích của bạn là gì thì chỉ cần trả lời. My favorite fruit is cái gì đó, kể tên ra. Cô thích quả. Thì riêng cô sẽ nói là my favorite fruit is durian. Durian. Nếu mà con muốn liệt kê nhiều loại quả yêu thích ấy, thì con sẽ viết cho cô câu là my favorite fruit is are và cộng với vài tên của vài cái nha. Dạ, rồi, và lưu ý từ favorite này có hai cách viết, có thể có chữ O, à chữ U hoặc không có chữ U. Cô sẽ viết cả hai cách cho con, để con không có bị, để con biết luôn đấy. Thì đấy, mình sẽ có hai cách nhá. Một là có chữ U như ở trên,
hai là không có chữ U, vẫn được đọc là favorite, được chưa? Nào tập trung, cô chuẩn bị phải đi rồi, cô phải dậy nữa. Con ghi hết câu hỏi câu trả lời rồi nha. Ừ. Rồi cô đợi con ghi xong thôi nha, cố gắng ghi nhanh cho cô một chút xíu nhé. Con ở trường ghi nhanh lắm mà, con phải ghi nhanh nhớ. Nhưng mà phải con ghi là... sao cơ? Ghi nhanh nhưng phải ghi đúng nha. Ghi mà sai là thôi á. Với cả về á, cô gửi hình á thì nhớ xem. Tại vì cô gửi hình là nó có chữ ở trong này, xem lại trong vở là à mình đã chép đúng chưa. Có mấy lần viết sai đấy nha. What is your favorite fruit? My favorite fruit is durian. My favorite fruit are durian, custard apple, and star fruit. Banana. And banana. Cậu cũng nghĩ câu hỏi. Và lên nào. Chạy ơ. Ơ trời, có viết nhanh mà còn gì có viết nhanh mới được. Yes. Viết xem chưa cô? Nhìn bị ta nhạc. Cô không nhìn cô vẫn biết được mà. Tại cô thuộc rồi mà. Đúng rồi. Cũng thuộc giống như cô á. Thì con phải học chăm mà. Con học chăm là con sẽ thuộc, thậm chí con còn thuộc hơn cả cô nữa. Con càng ngày càng thích học ạ. Rồi, thế thì tốt quá. Thế cô lại mừng quá, cô lại vui quá không ạ? chấm, con sẽ ghi. Có gì con thích ghi đâu. Sắp xong rồi cô ơi, một dòng cuối cùng nữa. Ok, cô lên, cô đợi nhé. Mấy giờ đây cô ra? Finished. Cô có ghi end ta? Có. Finished. Yes, okay, thank you. Vậy thì hôm nay về nhà ôn tập cho cô. Không phải là chỉ mỗi mình cái gì? Không phải chỉ mình mỗi mình bài này mà cả câu hỏi của bài này và những cái câu hỏi về chủ đề quần áo luôn nhá. Chủ đề quần áo, chủ đề fruit luôn để chúng ta làm bài ôn tập. Được chưa? Ok, nhớ nhá. Hôm sau là bài ôn tập và thứ năm mình sẽ làm bài. Xin chào. Okay. Goodbye. See you. Bọn rồi cô đi đây. Đi lại. Ừ. Kiểm tra cái mic cứ thi. Không. Ừ, thi kiểm tra gần giống nhau. Sao nhá? Thi khó hơn kiểm tra. Cô tắt nha, cô tắt nha. Dạ. Goodbye, biết thiền, goodnight, biết thiền. Ừ, goodnight. Ấy, tôi nhớ cũng được rồi.